gia đình để thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng Tam Quyến. Đặc biệt giờ này, với tình cảm một thành viên của hội được trở về với tiên tổ, giờ đây tất cả các ông trong hội cựu chiến binh của xã trở về phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng. Ban tang lễ xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên điều hành chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Chương trình lễ viếng và lễ tiễn biệt đồng chí Trịnh Quang Thanh được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí tiêu binh về vị trí phủ quân kỳ trước linh cữu đồng chí. Kính thưa linh hồn đồng chí Trịnh Quang Thanh, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình Tam Quyến. Trong lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân và ta ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 49 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Vào hồi 7 giờ 30 ngày mùng 4 ngày tháng 4 năm 2024, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, cán bộ hội viên chi hội 7 nhận được tin báo buồn của bà Ngô Thị Cậy cùng các con cháu vô cùng thương tiếc kính báo tin buồn. Phu quân của đồng chí bà là đồng chí Trịnh Quang Thanh trải qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đồng chí đã được gia đình tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, đồng chí đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 11 tháng 4 năm 2024, tức ngày mùng 3 tháng 3 năm Giáp Thìn. Đồng chí hưởng thọ 67 tuổi. Đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình Tam Quyến, xin thay mặt cho đoàn đại biểu xin gửi tới bà và gia đình Tam Quyến lời thăm hỏi ân cần và lời động viên chia buồn sâu sắc nhất. Và để vĩnh biệt đồng chí, đoàn đại biểu thay mặt cho Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến, cán bộ hội viên chi hội 7 đã có mặt đông đủ để tổ chức lễ vĩnh biệt đồng chí. Xin được bắt đầu. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Quang Đồng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, lên thắp tuần hương trầm trước linh cữu đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Hội, thay mặt cho Hội cựu chiến binh xã Xuân Tiến lên dâng hoa tươi kính viếng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng
giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Gia Lượng, đại diện cho cán bộ và hội viên Hội Cựu chiến binh xóm 7 lên dâng hoa tươi kính viếng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình Tăng Quyến. Đồng chí Trịnh Quang Thanh sinh ra và lớn lên tại xóm 7 trong một gia đình giàu lòng nhân ái. Lúc còn nhỏ, đồng chí đã được gia đình chăm lo dưỡng dục. Đến tháng 4 năm 1979, đồng chí đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí đã sẵn sàng hăng hái lên đường nhập quân, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí đóng quân tại đơn vị C5, D10, E7910, F242, đóng quân tại đảo Cô Tô. Đến tháng 8 năm 1983, đồng chí đã được đơn vị cho xuất ngũ. Trong những năm tháng trong quân ngũ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí trở về địa phương tiếp tục tham gia lao động sản xuất và tham gia vào Hội Cựu chiến binh xã. Đồng chí đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương. Giờ đây, đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình Tăng Quyến. Hội Cựu chiến đi mất đi một hội viên tích cực. Trong giờ phút thiêng liêng vĩnh biệt này, với nén hương thơm, lòng thành kính, Hội Cựu chiến binh tổ chức lễ diễu quan đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Quang Đồng, trưởng đoàn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí ủy viên ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tiến, cán bộ và các đồng chí hội viên chi hội 7, ban tổ chức gia đình hội Tây Nhạc đã tạo mọi điều kiện và dự lễ viếng đồng chí Trịnh Quang Thanh hôm nay thật trang nghiêm trọng thể. Xin vĩnh biệt đồng chí, chúc đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin mời các đồng chí về vị trí. Kính thưa các quý vị đại diện cho Hội Cựu chiến binh xã Xuân Tiến và chi hội Cựu chiến binh xóm 7 xã Xuân Tiến, thật là một nguồn động viên an ủi lớn lao cho bà quả phụ cũng như con cháu. Quý vị đã trở về phòng tang để tổ chức giờ viếng thật trang trọng, đã làm cho bà quả phụ cùng con cháu vơi đi nỗi nhớ thương. Giờ đây ban tổ chức tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu, xin được trân trọng kính gửi tới các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc các quý vị
được sức khỏe dồi dào và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các quý vị trở về bên phòng khách để tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại diện cho các nóc liên đoàn thông gia, giữa lúc cả giáo hội vừa hân hoan mừng Chúa khải hoàn và đặc biệt mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót, thì cũng là lúc Chúa truyền gọi ông trưởng An Tôn của tang quyến được kết thúc hành trình đức tin nơi trần thế để trở về nhà cha, vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Nhưng sự ra đi của ông trưởng An Tôn đã để lại cho bà quả phụ cùng các con các cháu cùng tất cả mọi người bao nỗi nhớ thương. Khi nhận được tin buồn, giờ đây các quý vị đã trở về thăm hỏi động viên và giúp đỡ cho gia đình các phần công việc để tổ chức chương trình lễ tang cho ông trưởng An Tôn. Và đặc biệt giờ này, các quý vị trong liên đoàn thông gia sẽ trở về phòng tang để tổ chức kính viếng ông trưởng và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho đoàn lên dâng hương trầm kính viếng và lễ đen kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Lẵng hoa mang giải băng tang liên đoàn thông gia kính viếng. Và trước khi dâng lời cầu nguyện, ban tổ chức lễ tang xin được chuyển lời của quý đoàn tới bà quả phụ cùng tang quyến lời chia buồn thắm thiết nhất. Và giờ này xin kính mời quý đoàn dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba nói nghe mến ấp vô con ngày đêm, nhuộm thân xác hồn tràn nàn ơn thiêng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tang xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có
chẳng có ở khắp thế này càng thanh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống là tôi tin hằng sống vậy. Amen. Bài trích trách phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và những kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hãy những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp nêu đầy, tôi vẫn cứ như con sông hoài dâng bờ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lưỡi vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Kính thưa Tăng Quyến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tang tóc này, chúng con này xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, đã đến lúc ông Anton từ giá căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của linh hồn Anton. Xin Chúa đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát hay nối tiếc những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng và được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn an tôn được yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn an tôn. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời.
hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con trong cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con trong con gian lan thiếu thốn, đứng nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ca thánh từ đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con. Mẹ ơi, đời con soi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một sự yên ủi lớn lao đối với bà quả phụ cũng như các con các cháu. Từ khi nhận được tin Chúa gọi ông trưởng An Tôn của Tăng Quyến được trở về nhà cha, các quý vị đã đến thăm hỏi, động viên, đồng cảm, chia sẻ và đặc biệt giúp đỡ cho gia đình các phần công việc để tổ chức chương trình lễ tang cho ông trưởng An Tôn. Và giờ này, các quý vị đã thành lập đoàn trở về phòng tang, đứng trước bàn thờ Thiên Chúa để dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Nhờ những lời cầu nguyện và những trang thánh vịnh mà quý vị đã dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Chúa thương nhậm lời và giảm bớt nơi thanh luyện cho ông trưởng An Tôn. Vậy giờ đây ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu, xin trân trọng kính gửi tới các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Và giờ này xin kính mời quý các quý vị trở về bên phòng khách, tiếp tục chia buồn cùng tang quyến và giúp đỡ cho gia đình các công việc còn lại để ngày mai chương trình lễ an táng của ông trưởng An Tôn được trang trọng và tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Chủ nhiệm cùng các quý vị trong hội phụ huynh và tập thể lớp 12D3 và tập thể lớp 11D1 rất kính mến. Khi được tin ông An Tôn của Tăng Quyến được trở về với tiên tổ, tin buồn này đã kính báo tới các cô giáo và hai tập thể lớp. Giờ đây với tình cảm đặc biệt, các quý vị trở về phòng tang để tổ chức lễ viếng. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời ban tây nhạc giúp đoàn phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho đoàn viếng lên dâng hương đăng kính viếng và lễ đèn kính viếng. Xin trân trọng kính mời.
Tiếp theo xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Giờ đây để tưởng nhớ ông An Tôn, tôi xin trân trọng kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giờ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, xin được thay lời cho bà quả phụ cùng tăng quyến và các con các cháu, xin chân thành gửi tới tất cả các quý vị lời cảm ơn trân trọng nhất. Và giờ này xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tăng quyến. Xin trân trọng kính mời. Ông trưởng cùng các ông trong trịnh tộc nội thân, kính thưa ông trùm hội đồng mục vụ giáo họ Thánh Vinh Sơn, nhạc đoàn Thánh Augustino và gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ đền Thánh Kiên Lao, hội phụ nữ xóm 7 và xưởng inox cơ khí Nhật Tân rất kính mến, cùng với giáo hội vừa hân hoan mừng đại lễ Chúa phục sinh và đặc biệt mừng đại lễ Chúa lòng thương xót, thì cũng là lúc Chúa truyền gọi cho ông trưởng An Tôn của tang quyến được kết thúc hành trình đức tin nơi trần thế để trở về nhà cha sau 68 năm trên dương thế. Đây là một sự vui mừng đối với ông vì 67 năm ông hết lòng phụng sự Thiên Chúa và với niềm tin người Kitô hữu là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Nhưng sự ra đi của ông giữa nơi trần thế đã để lại cho bà trưởng cùng các con các cháu bao nỗi nhớ thương. Tin buồn này tăng quyến đã kính báo và kính xin tới bảy quý đoàn. Giờ đây với đặc biệt các quý vị trở về phòng tang đứng trước linh cữu ông trưởng An Tôn để đồng cảm chia sẻ và cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin kính mời vị đại diện cho trịnh tộc sẽ nổi ba hồi đại cổ kính viếng. Xin trân trọng kính mời.
Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng tuần hương đăng kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Lên hết đi, lên. Tiếp theo xin trân trọng kính mời các vị đại diện lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho cán bộ và nhân viên công ty Inox Nhật Tân A lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Lắng hoa mang giải băng tang cán bộ và nhân dân xưởng Inox Nhật Tân kính viếng. Tiếp theo xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho nhạc đoàn Thánh Augustino lên đặt hoa tươi kính viếng. Lắng hoa mang giải băng tang nhạc đoàn Thánh Augustino kính viếng. Và giờ này xin kính mời quý đoàn dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đá ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến áp vô con ngày đêm, nhuộm tâm giác hồn tràn lan ơn thiêng. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống ta sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh chị em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết,
mở đường cho những ai đã ăn rất ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô. Rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Trong niềm hy vọng và lòng tin vào đời sống vĩnh cửu, cậy nhờ vào lòng từ bi của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin cho linh hồn an tôn. Đồng thời chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để khi Chúa Kitô quang lâm, chúng ta có thể được đoàn tụ trong ánh sáng và bình an của Chúa. Lạy Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mơ cửa nước trời cho linh hồn an tôn được vào. Xin cùng giúp chúng con là những người còn ở lại, biết lấy đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày tất cả chúng con cùng linh hồn an tôn sống bên Chúa mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tên tôi tới Chúa là linh hồn an tôn, và tha phần phạt do các hành vi lỗi lầm mà khi còn sống ông an tôn đã mắc phạm. Xin Chúa cho linh hồn an tôn được sum họp với hàng ngũ các thánh ca tụng Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa Ba Ngôi đã ban cho ông an tôn ơn đức tin và muôn vàn ơn khác. Nay lại ban cho ông an tôn ơn chết lành trong hội thánh. Xin thánh tâm Chúa Giêsu ban cho linh hồn an tôn được hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin tỏa lửa thương yêu từ trái tim nhân lành Chúa và hôn đúc cho mọi thân nhân người qua cô, biết can đảm biến đau thương thành những lời cầu xin hữu ích cho linh hồn người thân của họ. Xin giúp họ giữ vững đức tin cậy mến. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con luôn biết trông cậy vững vàng chính Chúa sẽ làm cho linh hồn an tôn được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhấn lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa không có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Dân ơi Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục.
chúng con gãy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn an tôn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Ông trưởng cùng các ông trong trịnh tộc nội thân, kính thưa các quý vị đại diện cho hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn và Ngô tộc, các quý vị đại diện cho gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ đền Thánh Kiên Lao, chi hội phụ nữ xóm 7 và quý vị đại diện cho nhạc đoàn Thánh Augustino và công ty Inox Nhật Tân. Ông trưởng an tôn của Tang Quyến vừa được hưởng nhờ những lời cầu nguyện từ nơi bảy quý đoàn, đã dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện tha thiết của giáo hội để nài xin lòng thương xót của Chúa tha thứ những lỗi lầm mà phần nào sau 67 năm trên dương thế ông trưởng an tôn còn thiếu sót. Chắc chắn Chúa thương nhậm lời và giảm bớt nơi thanh luyện cho ông trưởng an tôn. Vậy giờ đây ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu xin được trân trọng kính gửi tới bảy quý đoàn. Và giờ này xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại diện cho hội đồng ngũ năm 2006-2007 và hội bạn thân của anh Chính rất kính mến. Khi được tin ông trưởng an tôn của Tang Quyến được kết thúc hành trình trở về với tiên tổ, tin buồn này các quý vị đã trở về gia đình để đồng cảm chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình để tổ chức chương trình lễ tang. Và đặc biệt giờ này quý đoàn đã lập thành đoàn trở về phòng tang để tổ chức chương trình kính viếng ông an tôn. Đi phỏng vấn lễ viếng, tôi xin được chuyển lời của hai quý đoàn tới bà quả phụ cùng tang quyến lời chia buồn sâu đậm nhất.
Và trong đoàn cũng xin được tổ chức chương trình kính viếng. Xin trân trọng kính mời ban Tây Nhạc giúp đoàn phần nhạc lễ. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội bạn thân lên đặt lãng hoa kính viếng. Lãng hoa mang dòng chữ hội bạn thân kính viếng. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội đồng ngũ năm 2006-2007 lên đặt lãng hoa kính viếng. Lãng hoa mang giải băng vĩnh biệt hội đồng ngũ 2006-2007 kính viếng, để đồng cảm với sự ra đi của ông trưởng An Tôn. Tôi xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Giờ viếng của hai quý đoàn đã hoàn tất. Ban tăng lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu. Xin trân trọng kính gửi tới hai quý đoàn lời cảm ơn chân thành nhất. Và giờ này xin kính mời hai quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Đây, đứng trước linh cữu ông An Tôn là đoàn đại biểu tập thể lớp 9C năm 2000 và 2019 và 2020 và hội bạn thân của anh Công, anh Chính. Ban tang lễ xin được chuyển lời của quý đoàn tới bà quả phụ cùng các anh các chị lời chia buồn sâu sắc nhất. Và trong đoàn cũng xin được tổ chức giờ viếng ông trưởng An Tôn. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời ban Tây Nhạc giúp đoàn phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội bạn thân của anh Công và anh Chính lên đặt lãng hoa kính viếng. Xin kính mời.
tỏ lòng thương tiếc ông Anton, tôi xin mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, giờ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, xin được thay lời cho bà quả phụ cùng anh Công và anh Chính xin trân trọng kính gửi tới quý đoàn lời cảm ơn trân trọng. Và giờ này xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Ông trưởng cùng các ông trong ban chấp hành đoàn gia trưởng giáo xứ, giữa lúc cả mọi người vừa hân hoan mừng đại lễ Chúa Phục Sinh và mừng kính ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót, thì cũng là lúc Chúa truyền gọi cho ông trưởng An Tôn của Tăng Quyến được kết thúc hành trình đức tin sau 67 năm trên dương thế. Sự ra đi của ông là một điểm hy vọng với ông vì 67 năm ông hằng theo Chúa. Nhưng sự ra đi của ông đã để lại cho bà cùng các con cháu, những người còn lại nơi trần thế, một nỗi nhớ thương vô hạn. Tin buồn này Tăng Quyến đã kính báo và kính xin tới ông trưởng và trong đoàn gia trưởng giáo xứ. Giờ đây tất cả các quý vị đã trở về phòng tang để tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Ban tang lễ xin được kính mời ban tây nhạc giúp cho đoàn phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Và trước khi dâng lời cầu nguyện, ban lễ tang xin được chuyển lời của quý đoàn tới bà quả phụ cùng tăng quyến lời chia buồn sâu đậm nhất. Hợp với đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn. Nhân đây cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp cô con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Hãy giờ tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành đã chăn dắt linh hồn An Tôn khi còn tại thế, thì nay chúng ta cùng thiết tha cầu xin Ngài mở lượng từ bi hải hà, dẫn dắt linh hồn An Tôn vào hưởng đồng cỏ xanh trên trời. Lạy Chúa, Chúa luôn vui mừng khi thấy một người tội lỗi biết ăn năn hối cải, thì xin Chúa thông hối tội lỗi mà cầu xin cho linh hồn An Tôn được sớm về bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ai chạy đến cùng Chúa thì Chúa không hề bỏ rơi bao giờ. Vậy nay linh hồn An Tôn đã khỏi đời này về với Chúa, xin Chúa mở rộng vòng tay mà ấp ủ linh hồn An Tôn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, và ai tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ. Thì nay chúng con cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa ấy của con Chúa mà thương đến linh hồn An Tôn, và cho linh hồn An Tôn được sum vầy với Chúa, đam chiên Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thái. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn An Tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn An Tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Trong gian chuôn tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ bờ sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi và chiều phong ba cùng xô lớn tấm thân tôi.
trong gian chuân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Nhân trên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trưởng An Tôn của Tăng Quyến cũng là thành viên của đoàn gia trưởng giáo xứ. Giờ đây ông không còn nữa, và đặc biệt giờ này quý đoàn đã đến phòng tang để đồng cảm chia sẻ, đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Chúng tôi tin tưởng rằng nhờ lời cầu nguyện của quý đoàn, chắc Chúa thương nhậm lời và giảm bớt nơi thanh luyện cho ông trưởng An Tôn. Vậy giờ này xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu, xin được trân trọng kính gửi tới ông trưởng cùng các ông trong đoàn gia trưởng giáo xứ lời cảm ơn chân thành nhất, và kính xin quý đoàn thương tiếp tục cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Giờ này xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các đại biểu đại diện cho tập thể lớp 9C. Tập thể lớp 9C có sự liên quan tới Tú Oanh. Khi được tin người cha kính yêu của bạn mình được kết thúc hành trình nơi trần thế trở về với tổ tiên, tin buồn này đã kính báo và kính xin tới tập thể lớp 9C. Giờ này các đại biểu trở về phòng tang đứng trước linh cữu người cha kính yêu của bạn mình để tổ chức chương trình kính viếng. Ban tang lễ xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Và giờ đây để tỏ lòng tiếc thương người cha kính yêu của bạn mình, tôi mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giờ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ đồng tang quyến và bạn Tú Anh xin được kính gửi tới quý đoàn lời cảm ơn trân trọng nhất, và xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Giờ đây đứng trước linh cữu ông trưởng An Tôn là đoàn đại biểu công ty Inox Tân Hương và hội bạn thân của anh chính. Trước hết ban tang lễ xin được chuyển lời
tới bà quả phụ cùng tăng quyến và anh chính lời chia buồn thắm thiết nhất. Và trong đoàn cũng xin được tổ chức giờ kính viếng ông trưởng An Tôn. Đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên thắp tuần hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện cho hội bạn thân quý trọng của anh chính lên dâng lắng hoa kính viếng. Xin kính mời. Viếng của quý đoàn đã hoàn tất, tôi xin trân trọng kính mời quý đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, giờ đây xin ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ, cách riêng là anh chính, xin gửi tới các quý vị lời cảm ơn trân trọng nhất. Và giờ đây xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, đại diện cho tập thể lớp 9D có liên quan với anh chính, các quý vị đại diện cho tập thể lớp 9E có sự liên quan với anh chị Công, và tập thể lớp 12A1 và hội bạn thân của anh chị Trình. Kính thưa gia đình tang quyến, giờ này đứng trước linh cữu ông trưởng An Tôn là đoàn đại biểu tập thể lớp 12A1 và tập thể lớp 9E cũng như tập thể lớp 9D. Trước hết ban tang lễ xin được chuyển lời của ba quý đoàn tới bà quả phụ cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và trong đoàn cũng xin được tổ chức kính viếng ông trưởng An Tôn. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin mời ban tây nhạc giúp đoàn phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho đoàn lên dâng tuần hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho đoàn lên dâng hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Lòng thương tiếc người cha kính yêu của bạn mình, tôi xin trân trọng kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, giờ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, xin được thay lời cho bà quả phụ và anh chị Trình cũng như anh Công và anh Chính, xin được trân trọng kính gửi tới quý đoàn lời cảm ơn chân thành nhất. Và giờ đây xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách mời nước tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Được trân trọng kính mời các quý vị đại diện cho hội đồng ngũ
năm 1977 trở về phòng tang để tổ chức chương trình kính viếng ông trưởng An Tôn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, đại diện cho Hội Đồng Ngũ, năm 1977, khi được tin ông Trịnh Quang Thanh là một hội viên, là những người cùng chung một chiến trường với các ông, giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, và rồi mối tình liên quan với nhau vẫn gắn bó mật thiết với nhau, nhưng giờ đây ông Trịnh Quang Thanh đã ra đi về với tiên tổ, nhận được tin báo buồn của gia đình. Giờ này các ông đã trở về phòng tang để tổ chức chương trình kính viếng. Ban tang lễ xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên điều hành giờ viếng. Xin trân trọng kính mời. Thưa linh hồn ông An Tôn Trịnh Quang Thanh, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách xa gần, thưa gia đình tang hiếu. Vào sáng nay, ngày 12 tháng 4 năm 2024, Hội Đồng Ngũ năm 1977 nhận được tin báo buồn của bà Ngô Thị Cẩy cùng các con, các cháu kính báo. Phu quân của bà là ông Trịnh Quang Thanh, sinh năm 1958, là thành viên trong Hội Đồng Ngũ năm 1977. Trải qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình thuốc thang chăm sóc cứu chữa, mong ông sớm bình phục, sống vui, sống khỏe với gia đình, các con, các cháu, anh em họ hàng, nội ngoại, bạn bè, bà con, thân bằng xóm đội. Nhưng chúng con mời giáng nương nhờ công nghiệp năm Dậu Thanh được Chúa Giêsu là con cực trọng vô cùng. Với tình cảm, tình đồng chí đồng đội thân thương gắn bó trong những năm tháng sống trong quân ngũ một thời, anh em đồng chí đồng đội đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, động viên nhau lúc xa quê hương và gia đình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người thanh niên với Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, trở về địa phương, mỗi người một công việc, một địa vị khác nhau, nhưng vẫn giữ và phát huy truyền thống bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Mọi công to việc lớn, vui buồn đều có nhau. Giờ đây, người đồng chí đồng đội đã ra đi trở về với lòng đất mẹ. Nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao với gia đình, bà và các cháu, anh em, họ hàng, nội ngoại, bạn bè, đồng chí, đồng đội. Mong bà và các cháu nén đau thương, tĩnh tâm, lo công việc tang lễ cho ông chu đáo, ổn định tư tưởng, thay ông gánh vác mọi công việc gia đình để ông yên nghỉ, an lòng. Giờ đây, anh chị em trong Hội Đồng Ngũ năm 1977 tập trung về trước phòng tang để tổ chức lễ viếng. Trước hết, trong hội xin gửi tới gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây, đoàn sẽ đi vào chương trình lễ viếng. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên thắp tuần hương trầm. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn nên dâng hoa tươi kính viếng. Sau đây, trong hội chúng tôi sẽ dâng lời cầu nguyện cho An Tôn. Xin trân trọng kính mời.
Xin kính mời các cụ, các quý vị đại biểu cùng với đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần ngợi luận thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mẹ nỡ giúp con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa, Chúa là đấng giòn tốt giòn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con rốc lòng chưa cái mà nhớ Chúa, khi con sẽ tránh ra dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống với. Amen. Kính mời mọi người nghe lời Chúa. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cùng dâng lời cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời ước nguyện cho linh hồn An Tôn. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn An Tôn được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn An Tôn vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn An Tôn. Xin Chúa đón nhận linh hồn An Tôn được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa trả công bồi hậu cho những vị ân nhân vì danh Chúa mà nâng đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức của họ làm khi ở đời này được Chúa thánh tẩy và trở nên ngợi ca vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được hợp với linh hồn an tôn trong nước cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn an tôn. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn an tôn được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu van, sẽ lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tối nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trời đêm ngày ấy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Vĩnh biệt ông lần cuối, anh chị em trong hội chúng tôi sẽ tổ chức tuần lễ rước quan. Sau đây tuần lễ rước quan xin được bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đại biểu anh chị em trong hội đồng ngũ năm 1977 đến đây đã hoàn tất.
thay mặt cho anh em trong hội xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, ban tây nhạc đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chương trình lễ viếng hôm nay. Xin trân trọng được cảm ơn. Ông Ngũ năm 1977, khi được tin ông Trịnh Quang Thanh là thành viên của hội được kết thúc hành trình nơi trần thế để trở về với tiên tổ, các quý vị ngay từ hôm qua đã trở về gia đình để thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình, đồng thời giúp đỡ cho gia đình các công việc để chương trình tổ chức lễ tang cho ông Trịnh Quang Thanh được tốt đẹp. Hơn thế nữa, giờ này các ông các bà lại trở về phòng tang đứng trước linh cữu ông Trịnh Quang Thanh có những lời phân ưu chia sẻ cùng tang quyến, đã làm cho gia đình tang quyến vơi đi những phần nào nỗi nhớ thương. Và đặc biệt hơn thế nữa, với niềm tin người Kitô hữu là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, các quý vị đã dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện tha thiết của giáo hội: xin vì công nghiệp năm dấu Thánh Chúa là nguồn ơn cứu độ và sự phục sinh vinh hiển của người, ân thưởng ông An Tôn trong nước Chúa. Giờ đây ban tổ chức lễ tang xin được thay lời cho bà quả phụ cùng đồng tang quyến xin trân trọng kính gửi tới quý đoàn lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc tất cả các quý vị được hồn an sắc mạnh và được hạnh phúc nơi gia đình để có sức khỏe để cùng với nhau cộng tác các công việc với những người trong đồng đội của mình. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và giờ này xin kính mời tất cả các quý vị trở về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến, và ngày mai sẽ tiễn đưa người đồng đội của mình ra nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính mời. Kính thưa các quý vị, đại diện cho Chi hội Phụ nữ xóm 4 xã Xuân Kiên có mối liên quan với gia đình tang quyến. Khi nhận được tin báo buồn của tang quyến có ông Trịnh Quang Thanh là người thân trong gia đình đã được kết thúc nơi trần thế trở về với tiên tổ, tin buồn này tang quyến đã kính báo và kính xin tới Chi hội Phụ nữ xóm 4 xã Xuân Kiên. Giờ đây với tình cảm đặc biệt, trong lúc đêm tối các quý vị đã trở về phòng tang để đồng cảm chia sẻ cùng tang quyến sự mất mát ra đi của ông Trịnh Quang Thanh và đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng. Trước hết tôi xin được chuyển lời của quý hội tới bà quả phụ cùng tang quyến lời chia buồn thắm thiết nhất, và trong đoàn cũng xin được tổ chức giờ viếng ông Trịnh Quang Thanh. Đi vào phần lễ viếng, xin kính mời ban tây nhạc giúp đoàn phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng hương trầm kính viếng, xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng hoa tươi kính viếng, xin kính mời. Ở đây để tưởng nhớ ông Trịnh Quang Thanh là người thân của gia đình, xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.
thôi. Giờ viếng của quý đoàn đã hoàn tất, ban tổ chức tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu xin được trân trọng kính gửi tới quý đoàn lời cảm ơn trân trọng nhất. Và giờ đây xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, đại diện cho Hội Đồng Tâm Nữ Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, các quý vị trong Hội Tình Nghĩa của cha Đa Minh và Hội Bạn Thân của anh chị Kính Huệ, cũng như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Thượng Việt có liên quan với anh Kính. Khi nhận được tin báo buồn của đồng tang quyến, tất cả các quý vị đã trở về gia đình, động viên, thăm hỏi và giúp đỡ cho gia đình trong các công việc chuẩn bị cho lễ tang. Và đặc biệt giờ này, quý đoàn đã trở về phòng tang đứng trước linh cữu ông trưởng An Tôn. Trước hết, ban tang lễ xin được chuyển lời của bốn quý đoàn tới bà quả phụ cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và trong đoàn cũng xin được tổ chức giờ viếng và cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên đặt hoa tươi kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Thượng Việt lên đặt lẵng hoa kính viếng. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho Hội Bạn Thân của anh chị Kính Huệ lên đặt lẵng hoa kính viếng. Xin kính mời. Và giờ đây xin kính mời quý đoàn dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Xin kính mời. Xin mọi người trong tang trường hợp với bốn đoàn chúng con để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ nhưng cứu hỏi sự giữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tâm, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Ngờ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa. Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đời Chúa trời đêm ngày hay trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành, hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì đời con gieo sát biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa lời mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên, là mẹ chúng con về xin linh quyền. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì đời con gieo sát biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các quý vị, đại diện cho bốn quý đoàn, ông trưởng An Tôn của Tang Quyến vừa được hưởng nhờ một lời giờ cầu nguyện từ nơi bốn quý đoàn đã dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện tha thiết của giáo hội. Xin vì công nghiệp năm dấu Thánh Chúa là nguồn ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của người, xin Chúa thanh tẩy ông An Tôn và ân thưởng ông trong nước Chúa. Giờ này ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu xin trân trọng kính gửi tới bốn quý đoàn lời cảm ơn trân trọng nhất, và giờ này xin kính mời bốn quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời. Kính thưa các quý vị, đại diện cho hội bản thân có sự liên quan với anh chị Quang Hoài. Giờ đây các quý vị đã trở về phòng tang để tổ chức chương trình lễ kính viếng người cha kính yêu của anh chị Quang Hoài. Ban tổ chức lễ tang xin được chuyển lời của quý đoàn tới bà quả phụ cùng tang quyến nói chung, cách riêng với anh chị Quang Hoài lời chia buồn sâu sắc nhất. Và trong đoàn cũng xin được dâng lời cử hành giờ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn
Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng hương đăng kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên đặt lẵng hoa kính viếng. Lẵng hoa mang giải băng vĩnh biệt, hội bạn thân anh chị Quang Hoài kính viếng. Kính mời quý đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đời nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuộm thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá mà tang xa xuống một tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin răm tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông gậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông gậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liền. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn An Tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn An Tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên, Amen. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh vui khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thật là một sự ưu ái đặc biệt cho ông trưởng An Tôn, cũng như đã làm đi vơi đi những nỗi đau thương của gia đình tang quyến. Các quý vị đã về cử hành giờ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Giờ đây ban tang lễ xin được thay lời cho bà quả phụ cùng các con các cháu nói chung và cách riêng anh chị Quang Hoài lời cảm ơn tới tất cả các quý vị, lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc các quý vị được đầy sức khỏe và luôn làm việc bác ái. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tang quyến. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo ban tang lễ xin được trân trọng kính mời Cộng đoàn Giáo họ Thiên Chúa Thánh Mẫu và ban ca đoàn của giáo họ trở về phòng tang để tổ chức chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Của đời cha, con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng giúp nên cha con đau đớn. Kính thưa quý chức hội đồng mục vụ cùng cộng đoàn giáo họ Thiên Chúa Thánh Mẫu, kính thưa ông trưởng và ban ca đoàn của giáo họ, giữa lúc tất cả mọi người Kitô hữu trên khắp hoàn cầu vừa hân hoan kỷ niệm mừng ngày đại lễ Chúa Khải Hoàn, và cũng là những ngày mừng kính lòng Chúa thương xót, thì Chúa đã truyền gọi cho ông trưởng An Tôn của tang quyến được kết thúc hành trình đức tin nơi trần thế sau 67 năm. Sự ra đi của ông là một điều vinh dự, vì suốt 67 năm ông hằng theo Chúa, đặc biệt với giáo họ Mẹ Thiên Chúa, ông cũng là một thành viên tích cực, là một người chi trưởng phục vụ nơi giáo họ. Giờ đây đã được tất cả các quý vị trở về phòng tang để chia buồn cùng tang quyến và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Để đi vào phần lễ viếng, ban tang lễ xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho giáo họ lên điều hành chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa vị đại diện cho gia đình tang quyến, kính thưa bà quả phụ cùng gia đình tang hiếu, cùng cộng đồng tang quyến, kính thưa quý vị hiện diện nơi tang đất trường, đang trong niềm vui mừng Chúa sống lại, thì giáo họ hôm nay cùng cộng đoàn giáo ca đoàn giáo họ nhận được tin báo buồn Chúa đã gọi, và cũng là ân thưởng cho ông trưởng về với Chúa. Chúng ta tin chắc rằng trong tình thương của Chúa, hy vọng ông trưởng sẽ được sống lại cùng với Chúa, vì Chúa đã sống lại thật rồi. Giờ đây ban mục vụ giáo họ cựu cũng như tân, cùng cộng đồng giáo họ, ban ca đoàn, đông đủ anh chị em trong ca đoàn hiện diện nơi tăng trường thành lập đoàn, tổ chức lễ kính viếng ông trưởng An Tôn. Đi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho quý đoàn lên thắp tuần hương nến dâng lên trước bàn thờ Thiên Chúa và đặt trên linh cữu ông. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời
một vị đại diện cho cộng đồng giáo họ lên đặt vòng hoa, dâng vòng hoa lên trước bàn thờ Thiên Chúa và đặt bên linh cữu ông để kính viếng ông An Tôn. Xin trân trọng kính mời. Vòng hoa mang dòng chữ giáo họ Thiên Chúa Thánh Mẫu kính viếng linh hồn An Tôn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho ban ca đoàn có lãng hoa dâng lên trước bàn thờ Thiên Chúa và đặt lên bên kinh linh cữu ông để kính viếng ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo vào phần lễ viếng, với tình cảm lưu luyến và tình liên đới giữa cộng đồng giáo họ cùng ban ca đoàn đối với ông trưởng An Tôn, xin trân trọng kính mời ông trùm đương nhiệm có đôi lời phân ưu cùng gia đình tăng quyến và đồng tăng quyến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa các vị đại diện cho tăng gia, kính thưa cộng đoàn giáo họ Thánh Mẫu và tất cả các cụ, các ông bà, anh chị em ca đoàn có mặt ở tại tăng trường. Giờ này cộng đoàn giáo họ Thánh Mẫu và ca đoàn đến để chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn, là người con của giáo họ. Ông là ông trưởng miền một của giáo họ. Kính thưa tất cả mọi người, ông An Tôn được Thiên Chúa đắc tạo, đã trải qua hành trình dương thế 67 năm. Ông đã một đời theo Chúa, sống một cuộc đời giản dị như bao nhiêu con người khác. Ông đã rất nhiệt tình các công việc trong giáo xứ giáo họ và giáo họ mới. Thế hôm nay trong tâm tình của người các đối với người đã có công với trong giáo họ, cộng đoàn giáo họ Thánh Mẫu về đây để trước hết chia buồn với cùng toàn thể tăng gia và xin cầu nguyện cho ông một buổi tối. Vì trong hành trình dương thế là con người thì cũng không tránh khỏi thiếu sót trước mặt Chúa và mọi người. Vậy giờ đây tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo họ, thay mặt cho ca đoàn, chân thành chia buồn với bà trưởng, với toàn thể gia đình tăng quyến. Và xin giờ này được cầu nguyện cho cụ ấy, vì tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, ông Thánh cả An Tôn bổn mạng và Đức Maria giáo họ, và tha bớt cầu nguyện cùng Thiên Chúa tha bớt những gì lầm lỗi của ông trên dương thế để ông sớm được hưởng thanh nhàn Chúa. Xin mời ông quản lên sự kinh. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin Kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà
người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và táng xong xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sát loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, chớ gì lời kinh nguyện của chúng con tỏa lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa. Và các lời khẩn cầu khiêm tôn của chúng con được Chúa Cha chấp nhận. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta đã ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì Người đã ban cho ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý Cha ta Đấng đã sai ta là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không chết muôn đời. Vậy chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn an tôn thân yêu của chúng ta đây. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn an tôn thân yêu của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải.
Xin đoái thương đưa linh hồn an tôn thân yêu của chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn thân an tôn thân yêu của chúng con được ghi ấn tín trong nước rửa tội. Xin đoái thương cho linh hồn an tôn được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn an tôn, được an ủi trong đức tin và được phấn khởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đoái thương nghe lời ước nguyện chính đáng và đạo đức, xin cho tôi tớ Chúa là linh hồn an tôn mà hôm nay chúng con cầu nguyện được dự phần vinh phúc với các thần thánh và những người Chúa chọn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đư Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền. Vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Cuộc sống chôn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như áng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi đời, lòng con mãi băn khoăn chôn ba đào con biết trông ai. Xin con xin phó thác hồn con trong tay Ngài, Ngài là đấng tùy chung và đấng mang cơ đơn. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế chớ bỏ lời chúng con người trong cơn gian nan thiếu thốn, nương nơi đồng trinh hiển vinh sang lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tính ra Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình yên, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Với những thời gian đêm khuya, hội quý chức hội đồng mục vụ cũng như ban ca đoàn đã trở về phòng tang để tổ chức giờ viếng với những lời phân ưu và đặc biệt dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện để nài xin lòng thương xót của Chúa sẽ tha bớt những lỗi lầm mà phần nào ông trưởng an tôn của tang quyến còn thiếu sót. Vậy giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi quý vị, ban tang lễ xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho tang gia có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời vị đại diện.
Kính thưa quý chức cùng cộng đoàn giáo họ Thiên Chúa Thánh Mẫu, kính thưa ông trưởng và anh chị em trong ban ca đoàn, ông trưởng An Tôn của chúng tôi được Thiên Chúa tác tạo và cho ông sống trên dương thế được 67 tu trường. Trong suốt cuộc đời, ông đã cố hết sức vâng theo và thi hành lời giới răn của Chúa. Đến nay, Chúa đã gửi cho ông một căn bệnh quá hiểm nghèo. Gia đình đã chạy chữa thuốc thang như mà mệnh trung Thiên Chúa gọi, ông cũng vâng lệnh của Thiên Chúa mà đi về với tổ tiên. Tăng quyến chúng tôi đã kính báo, kính xin tới quý chức cùng cộng đoàn giáo họ và ông trưởng ban ca đoàn và giáo họ. Quý vị đã về đây tập trung thành đoàn, trước hết có những lời phân ưu chia sẻ đối với gia đình tăng quyến chúng tôi và dâng lên trước tòa Chúa những lời kinh nguyện thống thiết. Chắc rằng Thiên Chúa nhân từ sẽ giảm bớt sự thanh luyện cho ông, vì con người yếu đuối mỏng giòn còn nhiều điều thiếu sót mặt Chúa. Vậy lời cầu nguyện của quý đoàn, Thiên Chúa sẽ thương và giảm bớt sự thanh luyện cho ông để ông chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Bây giờ đây tôi xin thay lời cho đồng tăng quyến xin chân thành cảm ơn và tri ân nơi quý họ cùng tất cả ban ca đoàn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin quý chức cùng cộng đoàn về phòng khách để chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý chức trong hội đồng mục vụ cũng như cộng đoàn, sáng mai vào lúc 7:30, linh cữu của ông trưởng An Tôn sẽ được đưa tới đền thánh để dâng thánh lễ cuối cùng tạ ơn Chúa. Vậy chùa Tăng Gia cũng xin kính mời tất cả các quý vị với tình thương trong giáo họ, xin kính mời trở về gia đình và tiễn đưa linh cữu ông về đền thánh để phục vụ. Ban ca đoàn sẽ phục vụ thánh lễ an táng cho ông tại đền thánh. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời, và giờ này xin kính mời quý đoàn về bên phòng khách tiếp tục chia buồn cùng tăng quyến. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời. Xin kính mời các quý vị đứng thành. Kính thưa ông trưởng cùng các cụ, các ông, các bà trong bản dòng sở tại. Kính thưa anh trưởng cùng anh em hội thanh niên của bản dòng. Những tiếng Alleluia, Alleluia còn đang vang vọng trên mỗi người, thì ý Chúa nhiệm màu đã truyền gọi ông trưởng An Tôn là thành viên của bản dòng được kết thúc hành trình lữ hành nơi trần thế để trở về nhà cha sau 67 năm trên dương thế. Đây là một niềm hạnh phúc đối với ông, vì suốt cuộc đời của ông luôn tin tưởng và đi theo Chúa. Được tin Chúa gọi ông về, tất cả các cụ, các ông, các bà cũng như anh em thanh niên của bản dòng đã trở về tăng quyến để đồng cảm với gia đình và chia sẻ cùng dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn và giúp đỡ các phần công việc cho chương trình lễ tang của ông. Và giờ này là giờ đặc biệt trong giờ viếng cuối cùng vào buổi chiều tối muộn. Các quý vị đã trở về đây để chia sẻ và tổ chức giờ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn.
Ban tang lễ xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên điều hành chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tang lễ, thưa gia đình tang quyến, vào hồi 8 giờ sáng hôm nay, bản dòng sở tại cũng như thanh niên dòng nhận được tin báo buồn của bà trưởng Trịnh Thị Thanh, có phu quân là ông trưởng Trịnh Văn Thanh, sinh năm 1957, trải qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được bà cùng các con các cháu tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng cơn bệnh hiểm nghèo nên ông đã không qua khỏi. Ông đã từ giã thế gian theo tiếng gọi của Thiên Chúa trở về với tiền nhân. Sự ra đi của ông đã để lại cho bà cùng các con các cháu một nỗi nhớ thương mất mát không lấy gì bù đắp được. Cho phép tôi xin được thay lời cho bản dòng và thanh niên dòng xin gửi tới bà cùng đồng tam quyến lời hỏi thăm và lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước khi vào phần lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho bản dòng sở tại nổ ba hồi chiêng trống. Xin kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho bản dòng và thanh niên dòng lên thắp tuần hương kính viếng trước bàn thờ Thiên Chúa và trước linh cữu ông. Xin kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho thanh niên dòng lên dâng hoa tươi trước linh cữu ông. Xin kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho bản dòng sở tại lên dâng vòng hoa kính viếng trước linh cữu ông. Xin kính mời. Vòng hoa mang giải văn tăng, bản dòng sở tại kính viếng. Sang giờ cầu nguyện, xin kính mời mọi người trong phòng tang hợp với bản dòng chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm.
nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Mừng mai đấng vừa được Chúa rồi cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời con phong siêu phi la tôi chịu đóng đanh trên cây thánh giá trên bà táng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sông vời. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người trên Chúa chiến lành người dân con đi, con không sợ chi, con không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho con được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng phước cho tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người dìu con đi trên đường công chính. Dù qua thung lũng hiểm xương, con luôn vui sướng tựa lưng không sợ chi, con không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho con được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tâm sức cho tâm hồn. Anh chị em thân mến, trong liền tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn an tôn. Xưa kia nhờ bi tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sông vĩnh cửu, được họp đoàn cùng các thanh trên nương trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn an tôn.
xưa kia đã rước mình và mau thánh Chúa Kitô là bánh hàng sông, được Chúa cho sông lại trong ngày sau hên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây, trong niềm tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang lương Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha đời lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa lại van. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là linh hồn an tôn, đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha thứ mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở rơi bờ sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhẫn lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nước, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, xe ra hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn an tốn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn an tốn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con này mẹ xin yên nuôi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì đời con gieo ra biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao đường hôm xưa, lời mẹ ước chỉ tớ trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lòng yên, là mẹ chúng con biết xin linh quyền. Này mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì con trong cõi đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chớ giữ bờ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sang lang, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa ông trưởng cùng các cụ, các ông, các bà trong bản dòng sở tại, kính thưa anh trưởng cùng anh em thanh niên trong bản dòng, một giờ cầu nguyện thật sốt sắng mà quý vị vừa dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho ông trưởng Do An, ông trưởng An Tôn. Vậy giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi quý đoàn ban tang lễ, xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho tang gia có đôi lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời vị đại diện. Kính thưa ông trưởng,
cùng toàn thể quý vị hiện diện của bản dòng sở tại. Kính thưa anh trưởng cùng anh em thanh niên trong bản dòng, ông trưởng An Tôn thân yêu của Tăng Quyến chúng tôi đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa để được trở về với Thiên Chúa tình thương và được hưởng gia nghiệp đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai đi theo Ngài, trong đó có ông trưởng An Tôn thân yêu của Tăng Quyến chúng tôi. Tuy nhiên, trong tình cảm của con người, sự ra đi của ông trưởng Đa Minh, ông trưởng An Tôn đã để lại nơi Tăng Quyến chúng tôi muôn vàn tình thương nhớ, những sự trống vắng không gì bù lại được. Và đồng cảm với những đau thương mất mát rất lớn lao ấy, trong buổi sáng ngày hôm nay, toàn thể quý vị trong bản dòng sở tại cũng như anh em thanh niên trong bản dòng đã trở về Tăng Gia để có những lời thăm hỏi, động viên an ủi, giúp đỡ các phần công việc cho gia đình để gia đình có điều kiện tổ chức chương trình lễ tang cho ông trưởng An Tôn được trang trọng và chú đáo. Đặc biệt giờ này, toàn thể quý vị lại thành lập đoàn trở về phòng tang để tổ chức chương trình lễ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Sự hiện diện của quý vị cùng với những lời động viên an ủi phần nào đã làm bớt vơi đi nỗi ưu tư phiền muộn nơi gia tăng chúng tôi. Đặc biệt với giờ kinh nguyện sốt sắng thiết tha, chân thành từ nơi quý bản dòng cũng như toàn thể quý vị thành khẩn dâng lên trước tòa Chúa, chắc hẳn Chúa sẽ rủ thương, rút vắn thời gian thanh luyện và sớm ân ban niềm vui hạnh phúc viên mãn nước trời cho ông trưởng An Tôn thân yêu của chúng tôi. Giờ này không biết nói gì hơn, tôi xin phép được thay lời cho toàn thể gia quyến, xin được bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc nơi quý bản dòng cũng như toàn thể quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu thay nguyện giúp của mẹ Maria và thánh An Tôn bổn mạng, xin Chúa chúc lành và ban muôn hạnh phúc của Ngài xuống trên quý vị và gia đình. Một lần nữa, toàn thể gia tăng chúng tôi đồng cảm tạ. Kính thưa tất cả các quý vị trong bản dòng cũng như anh em thanh niên, sáng mai vào lúc 7:30, đoàn đại biểu thay mặt cho chính quyền địa phương sẽ trở về Tăng Quyến để tổ chức chương trình lễ kính viếng và lễ tiễn biệt ông trưởng An Tôn. Và sau đó sẽ đưa linh cữu ông An Tôn trở về đền thánh để dâng thánh lễ cuối cùng. Vì với anh em thanh niên sẽ cộng tác giúp đỡ cho gia đình các phần công việc để ngày mai chương trình lễ an táng ông trưởng An Tôn được mọi sự tốt đẹp. Một lần nữa tôi được thay lời cho Tăng Quyến xin được kính nhờ. Và giờ đây xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị về bên phòng khách tiếp tục chia buồn với Tăng Quyến. Xin trân trọng kính mời và cảm ơn. Nhớ danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dâng lên trời đã. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Tiêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng sao ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
tôi tin có hội thánh chẳng có ở khắp thế này. Các thánh thông công tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa cho tôi nào ai rồi được, bởi Chúa hằng có lòng là anh cùng về lời Chúa van hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đưa Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn an được lên chốn nghỉ ngơi. Hãy xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho con Chúa chịu chết và cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con hội thánh nữa. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn tiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay ai xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi ai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo danh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép bồi thánh nữa. Và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con đồng gửi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giô-se là ban thánh sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nữ vương ban sự bình an, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. À, giờ đây chúng tôi xin được lưu ý với tất cả các con cháu của ông trưởng An Tôn là sáng mai sau thánh lễ sáng tại đền thánh thì hội dòng Mân Côi và dòng Mến Thánh Giá cũng như huynh đoàn Đa Minh của giáo xứ và giáo phận sẽ trở về
để làm giờ viếng cầu nguyện cho ông trưởng An Tôn. Xin lưu ý với con cháu chúng ta để giờ đó chúng ta sẽ y phục để đón đoàn đại biểu của hai hội dòng cũng như huynh đoàn về cầu nguyện cho ông trưởng.